Dạ, có gì vui quá. Kính đảng thầy cô, cảm ơn thầy. Bèn từ nhân quả mà ra, chuyển được nhân quả là người hữu duyên, gặp thầy bấm việc khỏi liền, tạ ơn trời đất thần tiên cứu đời. Dạ. À, bác ơi bác à, để phỏng vấn bác một câu ạ, con phỏng vấn bác một câu. Dạ. Phỏng vấn bác một câu. Hôm trước hôm bác tới đây thì tình trạng sức khỏe bác thế nào? Tình trạng sức khỏe của tôi hôm nay cải thiện rất tốt. Trước khi đây vào đây lỗ tai tôi không nghe được gì hết, khó nghe. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái vai của tôi rất là đau. Thấy không? Giơ tay lên không được, lên phía sau cũng được. Thấy không? Tối ngủ đấy gần sáng là nó nhức chịu không nổi. Bữa nay hình như nó bệnh nó bay mất hết rồi. Rồi chúc mừng tìm bác. Không ra nữa. Tìm không ra lại nữa đúng không ạ? Rồi thế thôi, thế là thành công mỹ mãn rồi. Chúc mừng bác ạ. Rồi. Lớp có công nhận là hôm đầu bác đến bác phải nghe máy trợ thính đúng không? Thế sau đó là làm có một lần duy nhất đầu tiên là bác bỏ nghe máy trợ thính. Rồi chúc mừng bác ạ. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800-2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.